làm chuối chiên không cần bột. Đây mình có chuối nè, mật ong, lòng trắng trứng gà, giò để cuốn chả giò đó, giờ mình quấn chuối mình chiên. Giờ mình bắt tay vào làm lột chuối ha. Mình lấy cái bánh chả giò để cuốn chả giò nè. Cái đồ để gói chả giò đó mình xé ra cho nó hết. Tại vì nó dính cục lại với nhau vậy nè. Rồi bắt đầu mình gỡ cho hết cho tới khi bây giờ mình ép chuối. Giờ mình có miếng ni lông nha, mình ép chuối nè. Chuối mình đã lột rồi, mình cắt nửa miếng, nửa trái chuối vậy nè. Mình ép lại, mình lấy cái gì ép cũng được hết. Mình xài con dao nè. Đó, mình ép nhẹ qua vậy. Xong. Giờ mình gói chuối ha. Đây, mình đặt miếng chuối vô. Mình cho miếng mật ong nè. Đây là mật ong nè. Mình rưới miếng mật ong lên trái chuối. Chiên bánh chuối không cần quậy bột. Đó, mình gấp lại như vậy, gấp qua như vậy. Rất là ngon, giòn lắm. Ở đây là lòng trắng trứng gà nè, mình lấy mình tha cho nó dính lại. Đó, mình đặt lên cái dĩa. Mình gói tới khi nào cho hết thôi. Mình ép trái chuối lại. Mình cắt làm đôi trái chuối ra. Rồi, cái đơn giản không? Mình rưới lên miếng mật ong, gấp lại. Qua wow. Đó, xong rồi đó. Mình tha miếng lòng trắng. Ok, mình làm vậy cho tới khi hết. Cái chảo dầu của mình nóng rồi thì mình cuốn vậy xong mình bỏ vô nè. Giống như mình chiên chả giò vậy đó. Đó, thấy không? Cái này rất là lẹ. Không cần phải quậy bột gì hết đó. Mà ăn nó giòn ngon lắm. Cái này nó bị bể ra. Mình vớt mình để lên cho nó giữ dầu xuống. Đó, mình vớt lên để cho dầu nó chảy xuống. Nhớ mình chiên lửa vừa vừa thôi, đừng có lên vậy cho dầu nó nhũ xuống, thấy không? Đó là mình tiếp tục mình cho vào, mình chiên cho khi nào hết thôi. Chuối chiên của mình giờ xong rồi nè. Nhìn cũng giống chả giò ha, nhưng mà không có phải chả giò. Mình chỉ xài cái vỏ của chả giò để mình quấn cái chuối. Mình ăn tới đâu mình chiên tới đó, đừng có làm nhiều. Mình chiên ăn liền á, rất là ngon. Nóng, giò, ngọt của mật ong rất là ngon, ngon lắm. Rất là dễ làm, lẹ nữa, không cần phải quậy bột gì hết. Mình làm ít cho con mình ăn, hết thì mình làm tiếp nữa vậy đó. Nhà mình có 4 người thôi, giờ mình chỉ có chiên có một dĩa chuối này ăn thôi, mỗi người vài trái ăn chơi chơi vui. Để mình ăn thử nha, giờ để mình ăn thử.
Nóng quá. Nóng giòn ngon á. Làm chuối chiên này rất là dễ nha. Chúc các bạn làm thành công. Làm cho con mình ăn. Xin chào tạm biệt.